các quỹ Bitcoin Spot ETF mới của Hồng Kông đã ghi nhận dòng ra tích lũy hàng ngày đầu tiên kể từ khi ra mắt vào ngày 30 tháng 4. Sau nhiều đồn đoán, chính phủ Nigeria đã xác nhận rằng đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới để cấm giao dịch P2P crypto. Vài ngày trở lại đây, cộng đồng Pioneer toàn cầu đang hướng sự chú ý đến sự kiện trao đổi hàng hóa P-Network GCV 314.159 USD quy mô lớn tại Malaysia. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Ba quỹ Bitcoin Spot ETF mới của Hồng Kông đã ghi nhận dòng ra tích lũy hàng ngày đầu tiên vào ngày hôm qua sau khi ra mắt trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 30 tháng 4. Bitcoin Spot ETF của China AMC ghi nhận dòng ra 75,36 BTC vào ngày hôm qua, trong khi hai quỹ ETF còn lại ghi nhận dòng vốn vào bằng không. Dòng ra xuất hiện sau khi ba quỹ ghi nhận dòng vốn 3.910 BTC vào ngày đầu tiên giao dịch. Điều đáng chú ý là cổ phiếu ETF Hồng Kông được mua thông qua cơ chế đăng ký bằng BTC vật lý, nên các số liệu sử dụng dòng BTC đo lường số lượng BTC thực sự chảy vào hoặc rời khỏi tất cả các quỹ ETF trong một ngày giao dịch cụ thể. Ba quỹ ETF được quản lý bởi China AMC, Harvest, Bosera, Husky hiện nắm giữ khoảng 4.150 BTC tính đến ngày 6 tháng 5 với tổng tài sản ròng lên tới 266,8 triệu USD từ mức 247,7 triệu USD vào ngày đầu tiên. Trong khi đó, các quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng vốn ròng 217,06 triệu USD vào ngày hôm qua. Sau nhiều đồn đoán, chính phủ Nigeria đã xác nhận rằng đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới để cấm trao đổi tiền điện tử ngang hàng hay còn gọi là P2P sử dụng đồng tiền quốc gia, đồng Naira. Theo Bloomberg đưa tin vào ngày 7 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Nigeria SEC chuẩn bị đưa ra một khung pháp lý mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử, người giám sát và các công ty công nghiệp khác trong những ngày tới. Theo một tuyên bố từ Tổng Giám đốc SEC Imomotini Agama, các quy định mới nhằm mục đích xóa Naira khỏi các sàn giao dịch P2P, bảo vệ đồng nội tệ khỏi bị thao túng. Tin tức này theo sau lệnh cấm địa phương được ban hành đối với sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance và vụ bắt giữ các giám đốc điều hành của công ty là Tigran Gambaryan và Nadim Anjarwalla ở Nigeria vào tháng 2 năm 2024. Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC được cho là đã tiếp tục trì hoãn quyết định về đơn đăng ký của Galaxy Investco đối với quỹ Ethereum Spot ETF được mong đợi. Trong hồ sơ ngày 6 tháng 5, SEC đã gia hạn thêm 60 ngày nữa trước khi đưa ra quyết định về quỹ ETF của Galaxy với thời hạn tiếp theo được ấn định là ngày 5 tháng 7 với lý do là cần đủ thời gian xem xét việc thay đổi và các vấn đề được nêu ra hồ sơ. Trong những tháng gần đây, SEC đã liên tục trì hoãn các quyết định đối với đơn đăng ký của tất cả 8 tổ chức phát hành Ethereum Spot ETF tiềm năng, bao gồm BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Hashdex và ARK21 Share. Động thái này phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích. Bất chấp sự đồng thuận này từ các nhà phân tích ETF, nhưng người ủng hộ Ethereum, Anthony Sassano, vẫn tin chắc cơ quan quản lý có thể phê duyệt các quỹ trước thời hạn cuối cùng của VanEck. Vài ngày trở lại đây, cộng đồng Pioneer toàn cầu đang hướng sự chú ý đến sự kiện trao đổi hàng hóa P-Network GCV 314.159 USD quy mô lớn tại Malaysia. Theo đó, cộng đồng P-Network tại Malaysia đã cùng nhau tổ chức sự kiện trao đổi và đồng thuận hàng hóa tại thành phố Kayang, bang Selangor, Malaysia. Đây được đánh giá là một trong những sự kiện đồng thuận P lớn đầu tiên tại khu vực này. Đáng chú ý, sự kiện được tổ chức hoành tráng với hàng hóa được đồng thuận theo GCV 314.159 USD, một phong trào được khởi xướng từ Trung Quốc, định giá 1 Bitcoin bằng 314.159 USD. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các Pioneer Malaysia với nhiều mặt hàng tiêu dùng được đem đến trao đổi với Bitcoin. Gần đây, Malaysia cũng đã nổi lên như một khu vực hoạt động P-Network sôi nổi, bất chấp việc trước đây từng là nơi rủi ro cao trong việc mua bán Pi và đồng thuận với giá thấp. Tuy nhiên, một số báo cáo gần đây cho rằng, bắt đầu từ tháng 1, quốc gia này đã chứng kiến hoạt động trao đổi hàng hóa sôi nổi nhờ sự lãnh đạo của ông Ji Chang, một pioneer kỳ cựu. Theo các báo cáo từ công ty nghiên cứu Sakra, stablecoin cuối cùng có thể vượt qua gã khổng lồ thanh toán Visa về tổng khối lượng thanh toán trong quý này. Trong một bài đăng trên blog của đồng sáng lập Sakra, Jan-Erik Asplund, công ty lập luận rằng thị trường stablecoin cực kỳ phù hợp
cho hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới, có thể đẩy tổng khối lượng thanh toán vượt Visa và đạt hơn 4.000 tỷ đô la. Theo Asplund, hiện nay, mọi ngân hàng lớn đang nỗ lực sử dụng stablecoin để thực hiện các hoạt động thanh toán của họ một cách bí mật. Tuy nhiên, trưởng bộ phận tiền điện tử của Visa gần đây đã lên tiếng phản bác tuyên bố này, cho rằng có rất nhiều tín hiệu nhiễu với dữ liệu stablecoin và các giao dịch on-chain do tương tác với bot và chương trình tự động không giống với thanh toán theo nghĩa truyền thống. Một báo cáo gần đây từ Visa đã chỉ ra rằng tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong tháng 4 ghi nhận khoảng 2,2 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, chưa đến 10% khối lượng trong đó, cụ thể là khoảng 149 tỷ đô la được Visa phân loại là thật. Trong khi hoạt động bot, giao dịch tự động của các thực thể như sàn giao dịch tập trung chiếm phần còn lại. Theo dữ liệu từ CoinGecko, vốn hóa thị trường stablecoin hiện tại là khoảng 160,5 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày là 41,9 tỷ đô la. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2,49 nghìn tỷ đô la, giảm 0,5% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 64.099 đô la, giảm 0,5% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.101 đô la, mất 1,6% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 596 đô la. CryptoLickVen xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.